Top 10 món ăn trong mùa hè nắng nóng, giải nhiệt cực tốt. Thời tiết bước vào những ngày nắng nóng sẽ gây nên những khó khăn cho bạn trong việc quyết định món ăn cho bữa cơm của mình. Vậy đâu là những món ăn trong mùa hè nắng nóng có tác dụng giải nhiệt? Hôm nay, hãy cùng Lina's Blog tham khảo một vài món ăn ngon, bổ cho mùa hè nóng được này nhé! Trước khi đi vào điểm danh các món ăn, chúng ta cần nắm một số nguyên tắc giải nhiệt mùa hè sau đây để giữ cơ thể khỏe mạnh và tận hưởng các món ăn một cách hoàn hảo nhất. 1. Uống đủ nước. Nước có vai trò đặc biệt quan trọng, nhất là vào những ngày thời tiết nắng nóng, khi cơ thể tiết ra nhiều mồ hôi dẫn tới tình trạng mất nước. Vì vậy, cần phải bổ sung đủ lượng nước và uống nước đúng cách để giúp giải nhiệt. Khi uống nước, bạn nên uống từ từ và uống từng ngụm nhỏ để nước dễ dàng hòa tan với nước bọt trong khoang miệng. Cách này sẽ rất tốt cho quá trình hỗ trợ hệ tiêu hóa. 2. Chọn trang phục thoáng mát. Việc lựa chọn các trang phục phù hợp với thời tiết mùa hè cũng quan trọng không kém, sao cho để vừa che được nắng mà vẫn đảm bảo được sự thoáng mát cho cơ thể. Nhiệt độ từ ánh nắng mặt trời và nhiệt độ tỏa ra từ cơ thể chính là hai lượng nhiệt tác động chính vào chúng ta. Do vậy, hãy chọn những trang phục có màu sáng với khả năng phản xạ nhiệt tốt để giúp hạn chế sự tác động của ánh nắng mặt trời. Theo lời khuyên của chuyên gia, khi ở ngoài trời, bạn nên mặc áo dày để bảo vệ làn da, nhất là vào những ngày nắng nóng đỉnh điểm. 3. Bổ sung các món ăn có tính mát. Việc bổ sung các món ăn có tính mát cũng là giải pháp hiệu quả để giúp cơ thể thanh nhiệt vào mùa hè. Bạn có thể sử dụng các loại trái cây, thức uống giải nhiệt vào mùa hè như sinh tố, nước ép, trà, cùng với thực đơn món ăn giải nhiệt một cách hợp lý nhất. Ăn các món ăn mát sẽ giúp cơ thể hấp thu thêm nước, đồng thời cung cấp đầy đủ các nguồn vitamin thiết yếu. Nhờ đó, cơ thể luôn khỏe mạnh, được tăng sức đề kháng để vượt qua được cái nóng của mùa hè. Và sau đây là 10 món ăn trong mùa hè nắng nóng giúp bạn giải nhiệt thật hiệu quả. 1. Nộm thịt bò rau muống. Rau muống được biết tới là loại rau mát, ăn cùng thịt bò nữa thì sẽ tạo nên một món ăn vừa ngon lại vừa thanh mát. 2. Vịt kho rau củ. Thịt vịt có tính hàn nên rất thích hợp ăn mùa nắng nóng như mùa hè, giúp giải nhiệt và cung cấp nhiều chất dinh dưỡng. Kết hợp thêm các loại rau củ như khoai tây, bắp non, đậu cô ve sẽ giúp món ăn thêm thơm ngon. 3. Gà nướng trao. Gà nướng với vị thơm đặc trưng của trao đỏ, hơi cay, lớp da giòn rụm, còn bên trong lại mềm. Ăn kèm rau sống để mang lại tác dụng giải nhiệt rất hiệu quả. 4. Thịt ba chỉ cuộn nấm. Dùng thịt ba chỉ bò hoặc lợn đã ướp gia vị và cuộn bên ngoài nấm kim châm. Ngoài dinh dưỡng, món ăn này còn mang tính giải nhiệt nhờ nấm kim châm. 5. Cá hấp bia. Nhờ hấp bia mà cá có thịt ngon, ngọt và vẫn giữ được hương vị tự nhiên của cá. Cuộn cùng rau xà lách để làm mát. 6. Sườn chiên mắm tỏi. Thịt sườn heo ngon, ngọt vị, ướp với sốt mắm tỏi mặn ngọt thơm nồng. Bên ngoài được chiên giòn ươm, khiến bạn xua tan mệt nhọc. 7. Canh rau ngót nấu thịt băm. Nhắc đến giải nhiệt, mà thiếu món canh rau ngót nấu thịt băm thì quả là một thiếu sót lớn với đặc tính mát nổi tiếng của rau ngót. 8. Thịt bò xào ớt chuông. Thêm một món ăn từ thịt bò, xen thêm hương vị của ớt chuông. Không chỉ không cay mà lại còn ngon, ngọt lạ kỳ. 9. Canh mướp đắng nhồi thịt. Mướp đắng, hay còn gọi là khổ qua, loại thực phẩm kén người ăn. Nhưng với những người ăn được thì canh mướp đắng nhồi thịt đích thị là tuyệt phẩm xua tan nóng bức. 10. Trái cây thập cẩm. Muốn thanh nhiệt tốt mà thiếu vắng món trái cây thập cẩm thì quả là thiếu sót lớn. Trái cây đã có tác dụng giải nhiệt tốt, nay ăn cùng với nhau thì lại càng thêm thơm mát. Trên đây là những món ăn thật ngon trong mùa hè nóng nực. Chúc các bạn thành công với bữa cơm của mình nhé! Nếu thấy video hay, xin hãy like, share và đăng ký kênh để bọn mình có động lực cho các video tiếp theo nhé! Xin chào và hẹn gặp lại!